Bông đâu? Con gái đâu? Bé gì? Bé gì đó? Bé đi đâu đây? Hả? Bé học lớp mấy rồi? Rải đi. Bé học lớp mấy rồi? Chào buổi sáng. Mở đâu rồi? Mở đâu? Bé nói đi. Bé nói được tiếng Anh không? Tiếng Mỹ không? À đúng rồi. Đúng rồi. Good morning. How are you? Trừ bị mình ngồi ở dưới lòng hải không? Cái đây là mẹ cho không, anh là có nhân riêng này. Chị nhận vậy đi. Anh có mạng đâu. Sợ mà bị kẹt vậy nè. Mày hút cái gì à? Giao khu không lo đâu, kẹt đâu, không định nội đâu. Không có, thì giao cho mày á. Chứ còn ghi nhỉ luôn nè. Nhiều thằng không biết. Đọc quá mà. Để tôi hỏi này, ai là trứng? Ai là trứng đâu? Mấy nhóm đó là ai trứng? Chị coi. Anh Nhiên yên tâm đi, anh Nhiên mà tổ chức ở Sài Gòn à? Là em sẽ vô đấy phải. Đi thế nào? Đúng là đi thế nào tôi bảo cái bà. Ai là trứng rồi, nó lại nghe coi nè. Chào hôm qua mình được quý. Đây.